Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 7 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống miền Bắc nước ta sau có cường độ ổn định. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ có cường độ ít thay đổi. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đổi hướng cấp 2. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ và cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao từ 0,5 m đến 1,75 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1,7 m, xuất hiện lúc 15 giờ 30 ngày 8 tháng 3, thấp nhất âm 1,35 m, xuất hiện lúc 8 giờ ngày 8 tháng 3. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,7 m, xuất hiện lúc 6 giờ ngày 8 tháng 3, thấp nhất 0,54 m, xuất hiện lúc 15 giờ ngày 8 tháng 3. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.